Số 658, Kinh Bảo Vân, Hán dịch Đời Lương, Tam Tạng, Mạng Đà, La Tiên, Người Phù Nam, Quyển 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trên núi Già Gia, cùng với bảy dạng vị đại tỳ kheo tăng hội đủ. Những vị ấy để việc làm, việc cần làm đã làm xong và các cái nặng. Thân tâm tự tại với các ràng buộc, chánh kiến giải thoát, như Đại Long Hiểu, Rành, Pháp Giới, là con của Pháp Vương sẽ bỏ lợi dưỡng, hoàn thiện hạnh xuất gia, khéo thọ trì giới cụ túc, những thứ mong muốn đều được viên mãn, trụ đạo niết bàn, chỉ trừ tôn giả A Nan là còn ở bậc hữu học. Lại còn có 84.000 đại bồ tát, đều là những vị nhất sinh bộ xứ hơn đất nhất thiết trí, không còn thoái chuyển, chỉ cầu Phật địa, gần đến bờ kia, đạt được các pháp đà la ni, như như A Tăng Kỳ, sớm chứng đắc các thiền, tam muội thổ lăng nghiêm, thần thông diệu dụng. Tâm đại từ bi rộng lớn biến khắp mười phương cho đến thực hành cảnh giới không ở vô lượng vô biên cõi Phật, chất trừ những sự ngang chê dưới gốc rễ ba độc, dạo chơi nhà vô tướng. Hằng muốn cứu giúp tất cả chúng sinh biết rõ thế giới của chư Phật, được trí vô ngại, tâm như hư không, rộng sâu như biển, giống như núi Tu Di, tại thứ gió thổi chẳng động, tâm như hoa sen chẳng dính bụi nước. Ý như châu báu trong ngoài sáng rỡ, như vàng ròng không còn tạp chất. Những vị ấy tên là Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Bảo Chưởng, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Bảo Thiên Quang, Bồ Tát Bảo Mang, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Bảo Sơn Đảnh, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Kim Cang Thai, Bồ Tát Kim Thai, Bồ Tát Bảo Thai, Bồ Tát Công Đức Thai, Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Thai, Bồ Tát Như Lai Thai, Bồ Tát Trí Thai, Bồ Tát Nhật Thai, Bồ Tát Tam Muội Thai, Bồ Tát Liên Hoa Thai, Bồ Tát Giải Thoát Nguyện, Bồ Tát Phổ Nguyệt, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Liên Hoa Nhãn, Bồ Tát Đại Nhãn, Bồ Tát Phổ Oai Nghi, Bồ Tát Phổ Đa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hạnh, Bồ Tát Tri Đảnh Ý, Bồ Tát Pháp Ý, Bồ Tát Thân Ý, Bồ Tát Tăng Trưởng Ý, Bồ Tát Kim Cang Ý, Bồ Tát Sư Tử Thần Thông, Bồ Tát Đại Âm Thanh Vương, Bồ Tát Sư Tử Hống Ý, Bồ Tát Thâm Âm Thanh, Bồ Tát Vô Nhiệm Ô, Bồ Tát Ly Bất Ly Nhất Thiết Cấu, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Trí Quang, Bồ Tát Trí Công Đức, Bồ Tát Nguyệt Công Đức, Bồ Tát Liên Hoa Công Đức, Bồ Tát Bảo Công Đức, Bồ Tát Phân Thù Sứ Lợi, cùng 16 vị hiền sĩ như Đại Sĩ, Bà Đà, Bà La. Trong hiền kiếp, Bồ Tát Di Lặc là Thượng Thủ năm 1000, Đại Bồ Tát. Chư Thiên ở cõi Tứ Thiên Vương, Tứ Thiên Vương là Thượng Thủ. Chư Thiên ở cõi Đao Lợi, Đa Thích Phật là Thượng Thủ. Cõi trời Diễm Ma, Diễm Ma là Thượng Thủ. Trời Đâu Xuất Đà, Thiên Vương Đâu Xuất Đà là Thượng Thủ. Chư Thiên cõi Hóa Lạc, Thiên Vương Hóa Lạc là Thượng Thủ. Chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại, Thiên Vương Tha Hóa Tự Tại là Thượng Thủ. Chư Thiên cõi Thiện Đảng, Tát Đà là Thượng Thủ. Trong tất cả các Phạm Thiên, Đại Phạm Vương là Thượng Thủ. Chư Thiên cõi Thủ Đà Hội, Ma Hê Thủ La là Thượng Thủ. Cùng với Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa, Atula Vương Bà Trĩ, Atula Vương La Hầu, vô lượng trăm ngàn ức Atula Vương, Long Vương Ana Bà Đạt Đa, Long Vương Mana Tư, Long Vương Bà Già La, Long Vương Nang Đà, Long Vương Hòa Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca, cùng trăm ngàn ức rồng, các rồng con, các rồng thể nữ. Như vậy có đến trăm ngàn vạn ức chúng. Tán bộ chúng trời rồng giả soát cả tất bà Atula, Kalola, Khẩn, Nala, Ma Hầu, La Già, Nhân, Giả Phi Nhân. Trăm ngàn dạng ức chúng đều đến tập hội. Bây giờ trên đỉnh núi Già Gia, vuông dứt bốn gió tuần, người người đông đúc chen chúc, từ mặt đất lên hư không, đa chúng nhiều như vía trần. Chính giữa đỉnh núi là tòa sẽ tử cao một gió tuần, rộng nửa gió tuần, được phủ che do 8.000 tiếng y, trang nghiêm sáng rực, lộng lẫy bậc nhất, mặt đất bằng phẳng, biến thành kim cương, được rưới lên một loại nước thơm tinh khiết. Bên trên được trang hoàng các tua cờ lụa vô lượng hoa trời ra đầy trên ấy. Hai bên tòa xe tử mọc các hoa sen lớn như bánh xe, gồm trăm ngàn vạn cánh, cộng làm bằng chân kim, lưu ly xanh biếc làm đài, nhân đà ni làm nhụy, thơm sạch hợp ý, rất thích thú khi chạm vào. Những bông hoa tuyệt diệu như vậy dùng để cúng dường Phật ở bốn góc tòa xe tử, là một cây báo cao 15 lý, tàn cây che phủ nửa gia tuần. Tòa sư tử được trang nghiêm như vậy, Đức Phật an tọa trên đó, tâm ý thanh tịnh, khéo chuyển bánh xe xe pháp, hàng phục ma oán, không bị tám pháp làm nhiễm ô, đạt vô sở ý.
Trí biện tài thông suốt, tâm chẳng khiếp nhược giống như sư tử. Ý hành thanh tịnh như ao sâu trong mát, rộng lớn như biển, hay sinh ra các thứ báu. Như núi Tu Chi, nổi bật nơi biển cả. Như mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Như trăng tròn làm mát mẻ tất cả. Mưa pháp lớn như Long Vương, là mưa như đại phạm thiên hiện hiện giữa chúng. Vô lượng đệ tử đều thuận, vô lượng thích phạm tứ thiên vương chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn tâm không dao động. Đức Thế Tôn như mặt trời trang nghiêm cho các thứ báu, có khả năng chiếu sáng làm cho đại chúng ấm áp. Khi ấy sắc thân an hòa của Đức Thế Tôn sáng dịu ấm áp lan tỏa khắp cả đại chúng, như vật báu trang nghiêm từ đỉnh đầu. Đức Thế Tôn phóng ra luồng hào quang gọi là châu biến, tỏa khắp trăm ngàn thế giới, giống như luồng ánh sáng làm quyến thuộc. Ánh sáng ấy chiếu soi tận mười phương xung quanh Phật ba phòng, rồi nhập vào kim khẩu, nhưng tất cả vẫn không thay đổi. Vì như trăng sáng chiếu khắp hư không, mà hư không vẫn bình thường. Ánh sáng vào từ miệng Thế Tôn cũng là như vậy. Vì như đổ dầu lên đống cát, vẫn không thấy tăng giảm. Ánh sáng vào kim khẩu của Phật cũng là như vậy. Bây giờ các cõi này, vô lượng hằng hà sa thế giới và phương đông có quốc độ tên là Liên Hoa Tự Tại. Đức Phật ở thế giới ấy tên là Liên Hoa Nhãn, gồm đủ 10 tôn hiệu như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đang vì các Bồ Tát giảng nói Pháp Nhất Thừa, cõi đó không có chánh hiệu Thanh Văn Bích Chi Phật. Các chúng sinh nơi ấy đều hướng đến đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, tâm không còn thoái chuyển, không dùng đoàn thực mà chỉ dùng pháp hỷ thiền thực, pháp hỷ thực thiền duyệt thực. Cõi ấy tuy có mặt trời mặt trăng tinh tú, nhưng không lấy đó làm ánh sáng mà chỉ dùng hào quang tỏa ra của Đức Phật. Cõi ấy đất bằng phẳng như bàn tay, không có núi rừng cao góc hiểm trở. Cõi ấy có đại Bồ Tát tên là Trừ Nhất Thiết Cái Chướng. Nếu ai được nghe danh hiệu của Bồ Tát này thì tất cả tội chướng đều dứt sạch. Khi được ánh sáng kia chạm vào thân, đại Bồ Tát Trừ Nhất Thiết Cái Chướng lập tức đến chỗ Phật Liên Hoa Nhãn, đánh lễ đầu mặt chạm đất, rồi lui qua một bên, ngồi bên hoa sen. Là có vô lượng Bồ Tát cũng chạm được ánh sáng kia, đã đi đến chỗ Phật đánh lễ đầu mặt sát đất, xong lui qua ra ngồi một bên. Bồ Tát Trừ Nhất Thiết Cái Chướng từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch bày vai phải, có phải quỳ chạm đất, chắp tay hướng về Đức Phật bạch: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì có ánh sáng này? Người gặp ánh sáng này, tâm ý đều được diệu lạc. Ánh sáng như vậy từ đâu chiếu đến? Phật Liên Hoa Nhãn đáp: Này Thiện Nam, ở phương Tây có thế giới tên là Ta Bà, Đức Phật tên là Thích Ca Mâu Ni, gồm đủ 10 tôn hiệu như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiện Thệ, Thích Chân Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ai nghe danh hiệu của Đức Phật ấy cũng đều đạt được không thoái chuyển. Ánh sáng như vậy từ chỗ Đức Phật ấy chiếu đến. Bồ Tát Trừ Cái Chướng là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nghe danh hiệu của Đức Phật ấy rồi đạt được bất thoái chuyển, hơi đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đức Phật Liên Hoa Nhãn là bảo Bồ Tát Trừ Cái Chướng. Đức Phật ấy khi hành đạo Bồ Tát phát thệ nguyện: Nếu ta thành Phật, ai nghe được danh hiệu của ta thì đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt được bất thoái chuyển. Bồ Tát Trừ Cái Chướng là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu ai nghe danh hiệu của Đức Phật ấy cũng đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt được bất thoái chuyển như vậy, các chúng sinh nơi cõi ấy đều đã đạt được hết rồi chăng? Đức Phật Liên Hoa Nhãn đáp: Này Thiện Nam, có người đạt được và cũng có người không đạt được. Bồ Tát Trừ Cái Chướng là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, giờ chúng sinh nơi cõi ấy không nghe được danh hiệu của Phật kia chăng? Đức Phật Liên Hoa Nhãn đáp: Này Thiện Nam, tất cả đều nghe được. Bồ Tát Trừ Cái Chướng, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sinh nơi cõi ấy đều được nghe danh hiệu của Phật, tại sao có người đạt được, có người không đạt được, không thoái chuyển? Đức Phật Liên Hoa Nhãn đáp: Này Thiện Nam, chúng sinh ở cõi ấy đều là bất thoái chuyển, cũng chẳng phải là bất thoái chuyển. Bồ Tát Trừ Cái Chướng, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đều là bất thoái chuyển, cũng chẳng phải là bất thoái chuyển? Đức Phật Liên Hoa Nhãn đáp: Này Thiện Nam, người nghe danh hiệu của Đức Phật ấy tuy được chủng tử bất thoái chuyển, nhưng vì nhân duyên chưa đầy đủ,
hành chưa đầy đủ nên không được thọ ký. Này thiện nam, vì ông ta nói ví dụ như với như trồng cây, hạt giống ấy không bị hư lép, đầy đủ nhân duyên để nảy mầm, vậy nên nói là mọc hay không mọc. Bồ Tát Trừ Ca Chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn, đã nói là mọc. Đức Phật Liên Hoa giảng dạy: Này thiện nam, người nghe danh hiệu Đức Phật ấy được chủng tử bất thoái chuyển, nếu nhân duyên đầy đủ liền được thọ ký. Đại Bồ Tát Trừ Ca Chướng bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, con muốn đi đến thế giới Ta Bà để cung kính lễ bái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Liên Hoa giảng liền dạy: Này thiện nam, nay thật đúng lúc ông nên đến đó lễ bái cúng dường. Các Bồ Tát có mặt ở đấy cũng bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, chúng con cũng muốn theo Bồ Tát Trừ Cá Chướng đến thế giới Ta Bà để lễ bái cung kính tôn trọng tăng thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Liên Hoa giảng bảo: Các Bồ Tát, nay thật đúng lúc các ông nên đến đó, chớ sinh tâm thấp kém buông lung. Vì sao? Vì chúng sinh ở cõi ấy rất nhiều tham dục, sân hận, hu si, không cung kính Sa Môn Bà La Môn, ưa làm việc phi pháp, tâm ý thô lỗ, dối trá, ác khẩu, rất cứng cỏi, khó điều phục. Lại tham lam keo kiệt, ganh ghét, lười nhác, buông lung, phá giới, bị vô lượng phiền não trói buộc. Ở trong cõi sâu ác như vậy, Đức Phật Thích Ca đã vì họ thuyết giảng chánh pháp. Các Bồ Tát bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có. Trong thế giới chúng sinh sâu ác như vậy mà Đức Phật luôn vì họ thuyết giảng chánh pháp. Đức Phật Liên Hoa giảng bảo: Này thiện nam, đúng như lời các ông nói, hiếm có ai như thế. Đức Phật Thế Tôn ấy thường ở chỗ chúng sinh ác mà giảng nói chánh pháp cho họ. Ở thế giới ác dục đó, ai có thể khởi lên một niệm thiện cũng có. Vì sao? Vì chúng sinh ở cõi thanh tịnh, giữa lòng tin, tu thiện chẳng khó. Còn ở thế giới ác, trong khoảng thời gian khẩy móng tay, ai có thể phát sinh lòng tin, quy y Phật Pháp Tăng, khéo tu trì giới, khởi tâm lìa dục, sinh lòng từ bi, phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thật là rất khó. Các Bồ Tát bạch Phật: Thật là hy hữu bạch Thế Tôn, thật là hy hữu bạch Thiện Thệ. Trong các Bồ Tát này thì Đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng là thượng thủ. Đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng cùng các Bồ Tát ghi nhận lời Phật dạy, vui mừng vô hạn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi tất cả trở về chỗ cũ. Các vị Bồ Tát ấy mang theo đầy đủ cây hoa quả báu để dâng cúng. Có vị mang cây bằng lưu ly, có vị mang cây bằng pha lê, có vị mang cây bằng vàng, có vị mang cây các cây báu, có vị mang cây hoa, có vị mang cây quả, có vị mang y báu, có vị mang vòng xuyến anh lạc, có vị mang mây thơm, có vị mang mây tràng hoa, có vị mang mây lọc báu, có vị mang mây cờ phướng báu, có vị mang mây âm nhạc. Tất cả Bồ Tát đều tập hợp lại cùng Đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng đi đến thế giới Ta Bà. Đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng bảo các Bồ Tát: Chúng sinh ở thế giới Ta Bà kia chịu nhiều khổ não, các ông nên hiện bày diệu lực thần thông khiến cho họ đạt được an lạc. Các Bồ Tát nói: Thưa vâng. Bây giờ Đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng dùng diệu lực thần thông, từ thân phát ra ánh sáng thanh tịnh vô cấu chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới cùng với cõi Ta Bà, soi tỏa đến các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diêm La Vương. Những chúng sinh khổ nào ở các nơi ấy nhờ ánh sáng chạm vào thân nên đều được an lạc, tham dục sân hận được dứt sạch. Vì tâm từ của Đại Bồ Tát thương xót chúng sinh như cha mẹ thương con, những nơi tối tăm nhất trong tam thiên đại thiên thế giới, ánh sáng của mặt trời mặt trăng không thể chiếu đến. Nhờ ánh sáng của Bồ Tát nên chúng sinh ở các chốn ấy được thấy nhau, các chốn u tối nơi núi Thiết Phi, núi Đại Thiết Phi, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, cùng những chỗ tăm tối nơi các núi khác trong tam thiên đại thiên thế giới cũng được ánh sáng của Bồ Tát Trừ Cái Chướng soi chiếu tới. Trên lên đến tận cõi Phạm Thiên, dưới thấu tận địa ngục A Tỳ, ánh sáng của Bồ Tát tỏa khắp khoảng không như vậy, còn với ánh sáng từ thân các Bồ Tát kia phóng ra. Nhờ đấy, người đó được ăn, người khác được uống, người không có áo được áo, người nghèo được của, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi. Người điên được tỉnh, người khổ được vui, những người mang thai, sinh sản được an ổn. Đang lúc các đau khổ được tiêu trừ thì chư Bồ Tát thuộc thế giới Liên Hoa Tự Tại cũng vừa đến đỉnh núi Già Gia, lý báu che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nơi hư không mây hoa sen, mưa hoa sen, mây diệu quả, mưa trái đẹp, mây vòng hoa, mưa vòng hoa, mây hương, mưa hương, mây hương bột,
mơ hương bột, mây vải lụa lạ, mưa vải lụa lạ, mây hương hoa, mưa hương hoa, mây y phục, mưa y phục, mây lộng báu, mưa lộng báu, mây cờ báu, mưa cờ báu, mây phướng báu, mưa phướng báu, tùy theo các loại mây như vậy mà mưa xuống. Khi giọt mưa chạm vào thân ai thì người đó cảm thấy mát dịu, an lạc. Lúc này mọi hầm hố, gò đất nổi trên núi già da tự nhiên bằng phẳng. Các cây cối trên núi biến thành rừng cây quý như chiên đàn, trầm thủy. Các cây có mùi thơm trang nghiêm khắp nơi, trăm ngàn nhạc trời ở giữa hư không, chẳng đánh mà tự tấu lên. Các âm thanh ấy hòa quyện vào nhau phát ra kệ. Sinh nơi lâm tỳ la, chẳng do nghiệp trói buộc, đặc biệt chẳng ai bằng, nơi con đảnh lẽ ngài. Tâm bình như hư không, đến nuôi núi già da. Con quy y tối tôn, đấng giác ngộ vô thượng, ngồi nơi cội bồ đề, khi mới thành chánh giác, chỉ đất để làm chứng, mà oán đều lui tan, nơi con đến già da, đảnh lễ đấng vô cấu, thế gian đều huyện hóa, như bọt nước, đón lửa, như ánh trăng trong nước, pháp tướng cũng như vậy. Nơi con đến nơi này, kính lễ cây chánh trí. Giống như người thợ giỏi, khéo hiện các quyền biến, các pháp nhiều vô số, giống như ngựa trời hồng, cung kính lễ bất động, kho công đức sâu kín. Nay con từ đó lại kính lễ đấng vô thượng, khởi hết lòng đại bi, vô lượng trăm ngàn kiếp, tu tập giới định tuệ, tích tụ các nghiệp thiện. Nay con từ đó lại lễ đấng mặt trăng đền tịnh, trăm ngàn ức Bồ Tát, vô lượng chúng chư thiên, đều từ đó đến đây vì lễ đấng trừ ám, đạt được pháp thuộc tạng, từ bi vì chúng nói, đấng hay làm lợi ích. Cao quý không ai bằng, từ kia con đến đây kính lễ bậc chánh giác, từ bi cứu chúng sinh, vắng lặng mà trong sáng, như sen chẳng phướng nước, tâm chẳng nhiễm phiền não, nơi con đến quy mạng kính lễ đức tối thắng, thân thanh tịnh vô cấu, hình tướng như hoa nở, 80 đẹp làm quả, thế gian được nương nhờ. Nơi con từ đó lại kính lễ đấng cây báu, độ vô lượng cành lá, chúng con đều cúng dường. Bây giờ tôn giả Mục Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật, kính bạch Thế Tôn. Để con nghe âm thanh của kệ tụng vi diệu mà chẳng thấy hình bóng người nói đâu cả. Đức Phật bảo tôn giả Mục Liên, về phương Đông, cách đây vô lượng hằng xa cõi Phật, có thế giới Liên Hoa. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Liên Hoa Nhãn, đang vì đại chúng thuyết pháp. Cõi đó có đại Bồ Tát tên là Trừ Cái Chướng, cùng với vô lượng trăm ngàn ức Bồ Tát, cùng đi tới thế giới Tháp Bà. Vì muốn đến cung kính lễ bái ta và chí tâm nghe pháp, nên các Bồ Tát nói ra kệ tụng này. Phật vừa nói xong thì các Bồ Tát đến trước Phật. Trong các vị Bồ Tát đó thì đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng là thượng thủ, tất cả đều đỏ mặt lạnh lẽ sát chân Phật, rồi lui ra đứng qua một bên, chắp tay hướng về Đức Phật Thích Ca, dùng kệ tán thán: kính lễ đại danh xưng, đấng đầy đủ trí tuệ. Kính lễ đại tinh tấn, Mâu Ni Tôn tối thắng, hãy cứu giúp ba cõi vượt qua bờ phiền não, thần quang chiếu thế gian. Kính lễ đấng cao tột, bốn phương mong soi sáng, chiếu khắp đều giải thoát. Kính lễ đấng vô thượng, bất động như sơn vương, rộng sâu như biển lớn, trí tuệ không thể lường, tất cả các ngoại đạo không thể nhiễu loạn được. Nay con cúi đầu lễ, kính lễ đấng pháp vương, đạo tịch diệt bậc nhất, không sinh cũng không diệt, thể tướng như niết bàn. Kính lễ thuyết pháp vương, đấng hai chuyển pháp luân, hiện bày đạo chân chánh, an trụ nơi chân đế. Khai diện đạo niết bàn, võ thọ và thọ ký bồ đề, khai biết tướng các pháp cùng các tánh phiền não, tu hành như lời nói, giới luật nghi quan sát, các tham dục sân hận, vô lượng tâm câu ế, tất cả các chướng ngại ở nơi cội bồ đề, dùng lửa trí thiêu tận, hóa độ các chúng sinh, tự độ mình độ người, giữa đồng trống sinh tử, dốc sức cứu chúng sinh, mê ngủ hôn ám nặng, quay cuồng trong ba cõi, khuyên bảo sớm giác ngộ, hơn đến chỗ quy y sẽ được làm thân hữu. Hoàn toàn không phóng dật, theo nhau đến chỗ ngài, đều trụ vào giác ngộ, vì muốn nghe chánh pháp, nguyện sớm được giải thoát. Sau khi đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng dùng kệ khen ngợi Đức Phật, Phật bảo các Bồ Tát trở về chỗ cũ, để Bồ Tát Trừ Cái Chướng cùng chư Bồ Tát đều ngồi lên đài hoa sen,
Bấy giờ Đại Bồ Tát trừ cái chướng từ chỗ ngồi đứng dậy, xưa là y phục, bày vai phải, quỳ gối phải, chắp tay hướng về Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, con có điều muốn hỏi. Cúi xin Thế Tôn cho phép. Đức Phật liền nói: Nếu có điều gì nghi ngờ thì các ông cứ hỏi, Như Lai sẽ vì các ông phân biệt giải đáp. Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật: Kính thưa Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát đầy đủ sự bố thí, đầy đủ giới, đầy đủ nhẫn, đầy đủ tinh tấn, đầy đủ thiền định, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phương tiện, đầy đủ nguyện, đầy đủ lực, đầy đủ trí? Thế nào là Bồ Tát như đất? Thế nào là Bồ Tát như nước? Thế nào là Bồ Tát như lửa? Thế nào là Bồ Tát như hư không? Thế nào là Bồ Tát như mặt trăng? Thế nào là Bồ Tát như mặt trời? Thế nào là Bồ Tát như sư tử? Thế nào là Bồ Tát khéo điều phục? Thế nào là Bồ Tát khéo chế ngự? Thế nào là Bồ Tát như hoa sen? Thế nào là Bồ Tát được ý nguyện lớn? Thế nào là Bồ Tát được tịnh ý? Thế nào là Bồ Tát được lưới tâm vô nghi? Thế nào là Bồ Tát rộng sâu như biển lớn? Thế nào là Bồ Tát được trí vi tế? Thế nào là Bồ Tát được biện tài tùy thuận? Thế nào là Bồ Tát được biện tài vô tận? Thế nào là Bồ Tát được biện tài thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát có khả năng làm cho chúng sinh được thiểu dục tri túc? Thế nào là Bồ Tát được biện tài tùy ứng? Thế nào là Bồ Tát làm pháp sư? Thế nào là Bồ Tát được pháp tùy thuận? Thế nào là Bồ Tát giỏi thông đạt pháp giới? Thế nào là Bồ Tát hành cảnh giới không? Thế nào là Bồ Tát hành cảnh giới vô tướng? Thế nào là Bồ Tát hành cảnh giới vô nguyện? Thế nào là Bồ Tát hành từ? Thế nào là Bồ Tát hành bi? Thế nào là Bồ Tát hành hỷ? Thế nào là Bồ Tát hành xả? Thế nào là Bồ Tát chứng đắc thần thông diệu dụng? Thế nào là Bồ Tát liền được tánh nạn xứ? Thế nào là Bồ Tát không quên tâm Bồ Đề? Thế nào là Bồ Tát đắc trí mạng túc? Thế nào là Bồ Tát chẳng lìa tri thức thiện? Thế nào là Bồ Tát lìa tri thức ác? Thế nào là Bồ Tát chứng đắc thân Phật thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát chứng đắc thân Kim Cang? Thế nào là Bồ Tát đạt được Đại Thân Chủ? Thế nào là Bồ Tát giải biết các đạo? Thế nào là Bồ Tát chỉ rõ đạo không điên đảo? Thế nào là Bồ Tát thường được tâm định? Thế nào là Bồ Tát đạt được y phóng tảo? Thế nào là Bồ Tát đạt được ba y? Thế nào là Bồ Tát đạt được chiên y? Thế nào là Bồ Tát đắc pháp khất thực? Thế nào là Bồ Tát đắc pháp nhất tọa thực? Thế nào là Bồ Tát đắc pháp nhất thọ thực? Thế nào là Bồ Tát đắc phi thực hậu thực? Thế nào là Bồ Tát hạnh A Lan Nhã? Thế nào là Bồ Tát đắc thọ hà tọa? Thế nào là Bồ Tát đắc lộ địa tọa? Thế nào là Bồ Tát ở nghĩa địa? Thế nào là Bồ Tát thường ngồi không nằm? Thế nào là Bồ Tát có khả năng tùy phu tọa? Thế nào là Bồ Tát khéo biết chỉ dạy thiền pháp? Thế nào là Bồ Tát hay trì kinh? Thế nào là Bồ Tát hay trì tạng luật? Thế nào là Bồ Tát hay trì oai nghi? Thế nào là Bồ Tát giỏi biết hành xứ? Thế nào là Bồ Tát giỏi biết tu pháp hành? Thế nào là Bồ Tát trừ bỏ tham lam ganh ghét? Thế nào là Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh hay khởi tâm bình đẳng? Thế nào là Bồ Tát khéo biết cúng dường Như Lai? Thế nào là Bồ Tát loại trừ kiêu mạn? Thế nào là Bồ Tát khéo đắc tâm kính tín? Thế nào là Bồ Tát thông đạt đệ nhất nhị đế? Thế nào là Bồ Tát giỏi biết 12 nhân duyên? Thế nào là Bồ Tát giỏi biết thể tướng của mình? Thế nào là Bồ Tát giỏi biết tướng thế gian? Thế nào là Bồ Tát sinh ở cõi Phật thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát ở trong thai không bị ô uế? Thế nào là Bồ Tát bỏ nhà xuất gia? Thế nào là Bồ Tát đắc mạng thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát tâm không sầu não? Thế nào là Bồ Tát thuận theo lời dạy của Phật? Thế nào là Bồ Tát thường nói lời dịu dàng hòa nhã? Thế nào là Bồ Tát đầy đủ đa văn? Thế nào là Bồ Tát khéo giữ chánh pháp? Thế nào là Bồ Tát làm pháp vương tử? Thế nào là Bồ Tát được các hàng tứ thiên vương đế thích phạm thiên cúng dường? Thế nào là Bồ Tát biết thể tướng người khác? Thế nào là Bồ Tát khéo làm thành tục các chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát khéo tu hạnh nhu hòa? Thế nào là Bồ Tát sống chung an lạc? Thế nào là Bồ Tát giỏi bốn tu bốn nhiếp pháp? Thế nào là Bồ Tát được oai nghi đoan nghiêm? Thế nào là Bồ Tát khéo vì chúng sinh làm chỗ nương tựa? Thế nào là Bồ Tát ví như cây thuốc? Thế nào là Bồ Tát thường tu các điều thiện? Thế nào là Bồ Tát giỏi biến hóa? Thế nào là Bồ Tát sớm thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề? Phật bảo Đại Bồ Tát trừ cái chướng: Hay thầy, hay thầy, này thiện nam, ông vì lợi ích của hàng trời người, vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh nên mới hỏi như vậy. Nay Như Lai sẽ giải đáp cho ông. Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật: Cao cả thầy Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn diện nói. Phật liền bảo: Này thiện nam, các ông hãy lắng nghe, nay ta sẽ nói. Bồ Tát phải thành tựu 10 pháp thí. Những gì là 10?
một đầy đủ pháp thí, hai đầy đủ thí vô ý, ba đầy đủ bố thí tài vật, bốn đầy đủ bố thí không mong cầu đền đáp, năm đầy đủ bố thí tình thương, sáu đầy đủ bố thí tâm không khinh, bảy đầy đủ bố thí tôn trọng, tám đầy đủ bố thí cung kính thừa sự, chín đầy đủ bố thí chẳng cầu quả báo, 10. Đầy đủ bố thí thanh tịnh. Này thiện nam, thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ pháp thí? Bồ Tát tự thọ trì pháp vì người dễ nói, tâm không ước muốn, không mong cầu lợi dưỡng, không vì danh tiếng, chỉ vì trừ tội ác cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát thuyết pháp với tâm bình đẳng không cao thấp, như đối với vua, quần thần hoặc hàng chiên đà la. Bồ Tát đều thuyết giảng pháp bình đẳng không phân biệt. Không vì bố thí như vậy mà Bồ Tát cao ngạo, kiêu mạn. Đâu hay làm như vậy gọi là Bồ Tát đầy đủ pháp thí. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ thí vô ý? Bồ Tát tự lìa bỏ dao gậy cũng dạy người lìa bỏ dao gậy. Đối với tất cả chúng sinh, Bồ Tát đều khởi tưởng như cha mẹ, con cái, thân hữu. Vì sao? Vì Phật dạy tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay không có một ai là không là cha mẹ, anh em của ta. Bồ Tát thường ở trong các loài vi tế mà xả thân bố thí, huống nữa là đối với chúng sinh lớn khác. Đó gọi là Bồ Tát đầy đủ thí vô ý. Thế nào gọi là Bồ Tát bố thí tài vật đầy đủ? Thấy chúng sinh gây nhiều tội ác, Bồ Tát liền tập trung của cải, dọc báu, bố thí cho họ, khiến họ xa lìa nghiệp ác. Ở chỗ an lành, Bồ Tát lại nghe Phật Thế Tôn nói, bố thí là Bồ Tát trừ được cấu bẩn của ganh ghét tham lận. Như theo như lời Phật dạy, Bồ Tát tu tập bố thí không vì bố thí như vậy mà Bồ Tát sinh tâm tự cao. Đó gọi là Bồ Tát bố thí tài vật đầy đủ. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ bố thí hoàn toàn không mong cầu quả báo? Khi bố thí, Bồ Tát nghĩ như vậy, không vì được quyến thuộc mà bố thí, không vì được thân hữu mà bố thí, không vì sở thích mà bố thí. Bồ Tát giữ tịnh giới là pháp thường hành, đây là nhân duyên, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ bố thí, không mong cầu quả báo. Thế nào gọi là Bồ Tát thành tựu đầy đủ bố thí tình thương? Thấy chúng sinh thọ khổ, đói khát, rách rưới, áo quần không đủ mặc, không chỗ cậy nhờ, không nơi nương tựa, không chỗ hướng về, không nhà trú thân, không có một chút phước nghiệp. Thấy vậy, Bồ Tát sinh tâm thương xót cứu giúp. Nơi ta vì chúng sinh khổ mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, vì chúng sinh luân hồi thọ khổ, đói khát, không có đồ y phục, không chỗ cậy nhờ, không nơi nương tựa, không chỗ hướng về, lạnh đói cơ cực, nên ta lúc nào cũng vì các chúng sinh ấy mà tạo ra y phục, thức ăn uống cho đến nhà cửa, chỗ nương tựa, hiện có tài vật đều đem cho hết. Bồ Tát tuy bố thí như vậy mà không khởi niệm tưởng có ta, có người, có tài vật. Bố thí như vậy gọi là Bồ Tát đầy đủ bố thí tình thương. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ bố thí tâm không khinh? Bồ Tát bố thí không hề phân biệt, bố thí với tâm đại bi bình đẳng, bố thí tâm không khinh, bố thí tâm không keo bẩn, bố thí tâm không sân hận, bố thí không kiêu căng, bố thí không vì được danh tiếng, không vì ta đa văn mà bố thí. Bố thí như vậy gọi là chuyên tâm bố thí, tôn trọng bố thí, cung kính bố thí, tự tay bố thí bình đẳng như vậy gọi là Bồ Tát đầy đủ bố thí tâm không khinh. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ bố thí thừa sự như đồng Phạm Hạnh và các vị hòa thượng A Xà Lê, những bậc tôn kính, những bậc như vậy ân đức sâu nặng, ta nên nghênh tiếp, chắp tay chiêm ngưỡng cung kính, hoặc có việc cần làm ta phải tự thân thay thế phụ giúp các vị. Người bố thí như vậy gọi là Bồ Tát bố thí thừa sự đầy đủ. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ bố thí cung kính? Đó là cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Cung kính Phật là Bồ Tát cúng dường hương hoa, kỹ nhạc, nhiều tháp Như Lai quét dọn đất Phật. Nếu các tháp miếu hư hoại, gãy đổ thì Bồ Tát phải tu sửa tôn tạo. Như vậy gọi là Bồ Tát cung kính Phật. Cung kính Pháp là Bồ Tát nghe Pháp, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói, tư duy về ý nghĩa, tu hành như Pháp, không chấp giữ theo nghĩa điên đảo. Như vậy gọi là Bồ Tát cung kính Pháp.
Cung kính tăng là Bồ Tát dân y, dân cúng y phục, đồ ăn uống, giường ghế, thuốc thang, các loại tạp vật, cung cấp các vật mà tăng cần dùng. Thậm chí có lúc Bồ Tát không có vật cúng thì dùng nước trong thành tâm dân cúng. Thế như vậy gọi là Bồ Tát cung kính cúng dường tăng. Nếu ai cúng dường tam bảo như vậy thì gọi là Bồ Tát bố thí cung kính đầy đủ. Thế nào gọi là Bồ Tát bố thí đầy đủ không mong cầu đền đáp? Khi bố thí, Bồ Tát chẳng nghĩ, chẳng khởi ý niệm ta sẽ sinh thiên, cũng chẳng khởi ý niệm ta sẽ làm vua, làm đại thần, dòng quan. Đó là Bồ Tát bố thí đầy đủ chẳng mong cầu. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ bố thí thanh tịnh? Bồ Tát quán như thật, việc bố thí này là không cấu, không uế, không tạp. Thế như vậy gọi là Bồ Tát bố thí thanh tịnh đầy đủ. Này thì nam, làm đầy đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát hành thí đầy đủ. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là thành tựu tịnh giới, nhớ gì là 10. 1. Khéo học giới Ba La Đề Mục Xoa. 2. Khéo trì giới tinh tế của Bồ Tát. 3. Diệt trừ các phiền não. 4. Trừ các bất thiện. 5. Kinh sợ nghiệp ác. 6. Đối với tội nhỏ hết lòng sinh lo sợ. 7. Tâm thường kinh sợ. 8. Ta trì pháp đầu đà kiên cố không thiếu sót. 9. Trì giới chẳng cầu tạo nghiệp. 10. Giới ba nghiệp thanh tịnh. Thế nào gọi là Bồ Tát khéo học giới Ba La Đề Mục Xoa? Bồ Tát đối với giới luật, kinh điển Phật chế đều chuyên tâm thọ trì, chẳng vì chủng tộc mà trì giới, chẳng vì ngã kiến mà trì giới, chẳng vì thâu phục đồ chúng mà trì giới, chẳng vì thấy người khác giới xúc kế mà khinh hủy giới. Đó gọi là Bồ Tát khéo thọ trì giới Ba La Đề Mục Xoa. Thế nào gọi là Bồ Tát khéo trì giới tinh tế? Bồ Tát nghĩ thế này: không những giới Ba La Đề Mục Xoa có thể làm cho ta thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, mà các oai nghi giới hạnh khác của Bồ Tát ta cũng phải nên học tu hành đúng như pháp. Thế nào gọi là giới tinh tế của Bồ Tát? Bồ Tát trọn đời không nên vãng lai ở những chỗ không nên đến. Chẳng phải thời thì không nói, khi biết thời, khi biết phong tục tập quán thuận hợp lòng người, chẳng làm cho chúng sinh khởi tâm nghi kỵ ngờ vực, hãy giúp đỡ làm cho chúng sinh đạt đến Bồ Đề. Tự mình cũng đầy đủ oai nghi của Bồ Tát, ngôn từ hiền hòa ít nói, chẳng thích thân cận các hàng đại thần quan quyền, luôn luôn tu hành a lăng nhã vui vẻ hòa thuận, có thể hành đầy đủ giới oai nghi của Bồ Tát. Như vậy ngoài ra phải tu hành đầy đủ giới Bồ Tát như trong các kinh khác đã nêu, đó gọi là giới tinh tế của Bồ Tát. Thế nào gọi là Bồ Tát diệt? Nghĩa là tất cả các cơ sở đều bị tiêu diệt. Tham dục, sân hận, ngu si và các chướng ngại khác ràng buộc tất cả chúng sinh cũng đều bị thiêu cháy. Đối với nơi chốn tham dục, nên khởi pháp đối trị, nếu có giới dục thì nên đoạn trừ. Thế nào là nơi chốn tham dục? Là đối với sắc đẹp hay khởi nhân duyên của dục? Thế nào là tưởng bất tịnh? Như quán thân mình với các thứ tóc, lông, móng, răng, da, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước bọt, mỡ, xa, não, màng, yết hầu, tim, mật, gan, phổi, lá lách, thận, ruột, dạ dày, dùng chứa trăm loại thực phẩm sống chín, nước tiểu, phân, mủ, nước nhờn, v.v. Bồ Tát thường quán 36 Phật này thì chẳng sinh tâm tham. Như đứa bé ngu si điên cuồng tâm loạn thấy 36 Phật này hãy còn chẳng khởi tưởng dục, huống là bậc trí. Các vị Bồ Tát phải thường quán bất tịnh như vậy. Tại sao tưởng dục lại khởi? Đại Bồ Tát, vì Đại Bồ Tát khi thấy sắc đẹp thích ý, tâm nhiễm liền sinh tham đắm. Do vậy khi mới thấy sắc, Bồ Tát liền tự nhớ lời Phật dạy: sắc như mộng huyễn, như âm vang, không thật có. Biết nó là mộng, người trí lẽ nào lại sinh tưởng dục? Cho nên Bồ Tát đều phải xa lìa nơi chốn có thể làm phát sinh dục. Thế nào là Bồ Tát? Dùng pháp đối trị sân hận, xa lìa được sân hận và nhân duyên của sân hận.
Đối với các chúng sinh, Bồ Tát thường khởi tâm từ, vì nhân duyên này nên sân hận liền diệt trừ. Nếu lúc sân hận não hại khởi lên thì Bồ Tát phải luôn buộc niệm một cách sâu chặt để đối trị. Đây gọi là phương tiện trừ sân hận của Bồ Tát. Thế nào là phương tiện trừ si của Bồ Tát? Bồ Tát đang nghĩ tâm si chẳng biết thiện ác. Người giữ lòng si ám sao phải chịu quả khổ? Ngu si tự cho đầy gây não hại kẻ khác còn ít, không bằng tham sân não hại còn nhiều hơn. Khi quá như vậy thì tâm si tiêu trừ. Đây gọi là Bồ Tát tiêu cháy phiền não. Thế nào gọi là Bồ Tát trừ giác bất thiện? Bồ Tát ở chỗ A Nan nhã thanh vắng nghĩ như vậy: Này, ta xa lìa các chúng ồn ào, thực hành giáo pháp của Phật, ta đã yên tĩnh. Còn các sa môn bà la môn khác sống nơi thị tứ, bị các sự ồn ào nhiễu loạn khiến xa lìa giáo pháp của Phật. Đây gọi là Bồ Tát trừ giác bất thiện. Thế nào gọi là Bồ Tát sợ tạo nghiệp ác? Bồ Tát từng nghe Phật dạy, quan sát kỹ lưỡng, chuyên tâm tu phước, kiên trì giới tịnh, khéo học trí tuệ, nhờ nhân duyên như vậy nên được thắng báo cao tột, đầy đủ nghiệp phước đức, xa lìa các ác. Đây gọi là Bồ Tát sợ tạo nghiệp ác. Thế nào gọi là Bồ Tát sợ điều ác nhỏ? Đối với tội nhỏ, Bồ Tát thường hết lòng lo sợ, trọn đời chẳng dám khinh thường điều ác nhỏ. Vì sao? Vì Bồ Tát từng nghe Phật dạy, độc ít còn giết người, huống nữa là độc nhiều. Điều ác cực nhỏ còn dẫn người vào ba đường ác, huống nữa là điều ác lớn. Vậy mà tâm không lo sợ sao? Đây gọi là Bồ Tát sợ điều ác nhỏ. Thế nào gọi là Bồ Tát tâm thường lo sợ? Có những người thâm tín như Bà La Môn, Sắc Lợi, Cư Sĩ với lòng tin nên đem các loại châu báu, vàng bạc ký gửi cho Bồ Tát mà không cần làm giấy tờ chứng cứ. Bồ Tát trọn đời chẳng sinh tâm đem vật ấy ẩn trốn, cho đến những vật của Phật, vật của Pháp, vật của chúng tăng, vật của tứ phương tăng. Bồ Tát thề tự ăn thịt mình chứ chẳng bao giờ xâm phạm vào vật của người khác. Trong khu nhu cầu cung cấp cho thân như ăn uống, Bồ Tát hãy còn chẳng dám phí phạm. Đây gọi là Bồ Tát tâm thường lo sợ. Thế nào gọi là Bồ Tát thọ trì Pháp Đầu Đà kiên cố không lay động? Nếu kiến thuật của ma và chư thiên dùng tiền tài sắc đẹp đến quấy nhiễu Bồ Tát mà tâm trí Bồ Tát kiên cố không dao động, đó gọi là Bồ Tát thọ trì Pháp Đầu Đà kiên cố không lay động. Thế nào gọi là Bồ Tát trì giới không mong cầu tạo nghiệp? Bồ Tát trì giới không mong cầu quả báo thế gian, chỉ vì muốn hành trì đầy đủ hết thảy pháp thiện cho đắc đạo quả Bồ Đề vô thượng, đó gọi là Bồ Tát trì giới không mong cầu tạo nghiệp. Thế nào gọi là Bồ Tát giới ba nghiệp thanh tịnh? Thế nào là thân nghiệp thanh tịnh? Lìa bỏ sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Đây gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Thế nào là khẩu nghiệp thanh tịnh? Lìa bỏ lời nói độc ác, hư dối, đâm thọc theo dệt. Đây gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Thế nào là ý nghiệp thanh tịnh? Dứt trừ tham sân si tà kiến. Đây gọi là ý nghiệp thanh tịnh. Thân khẩu ý của Bồ Tát luôn như vậy, gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Này thì nam, đầy đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát thành tựu tịnh giới. Này thì nam, đây Bồ Tát lại có 10 pháp có thể làm cho nhận được thanh tịnh. Những gì là 10 pháp? Đó là một nội nhẫn, hai ngoại nhẫn, ba pháp nhẫn, bốn tùy Phật giáo nhẫn, năm vô phương sở nhẫn, sáu tu xứ xứ nhẫn, bảy phi sở vị nhẫn, tám nhẫn chẳng bất não, chín bi tâm nhẫn, 10 thệ nguyện nhẫn. Thế nào gọi là Bồ Tát hành nội nhẫn? Sống trong cảnh đói khát, lạnh nóng, sầu bi, thân tâm chịu đau đớn thống khổ mà Bồ Tát tự có khả năng nhẫn chịu, không cho là khổ não, đó gọi là Bồ Tát hành nội nhẫn. Thế nào gọi là Bồ Tát hành ngoại nhẫn? Bồ Tát bị người mắng nhiếc, khuỷu nhục, phỉ báng bằng những lời độc ác, hoặc nghe những lời khuỷu nhục đối với cha mẹ, anh em, chị em, quyến thuộc, hòa thượng, a sa lê, thầy bạn, đồng tu học, hoặc nghe những lời phỉ báng đối với Phật, pháp tăng, nghe những lời mạ nhục như vậy
mà Bồ Tát nhẫn chịu không sinh tâm oán hận, đó gọi là Bồ Tát hành ngoại nhẫn. Thế nào gọi là Bồ Tát hành pháp nhẫn? Những nghĩa ví dụ trong các kinh do Phật giảng nói, các pháp tịch tỉnh, các pháp tịch diệt, tướng niết bàn như vậy, chẳng kinh chẳng sợ. Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta không rõ, không hiểu rõ về ý nghĩa của kinh này, không biết pháp ấy thì rốt cuộc không thể chứng đắc đạo quả Bồ Đề vô thượng. Vì vậy Bồ Tát cần, chuyên cần đọc tụng, tìm cầu, tham vấn học hỏi. Đó gọi là Bồ Tát hành trì pháp nhẫn. Thế nào gọi là Bồ Tát nhẫn theo giáo pháp của Phật? Tức là tùy Phật giáo nhẫn. Khi những tâm sân hận phiền não độc hại khởi lên, Bồ Tát suy nghĩ thân này từ đâu sinh, từ đâu diệt. Nếu từ ngã sinh thì ngã là cái gì? Nếu từ bỉ sinh thì bỉ là cái gì? Pháp tướng như vậy từ nhân duyên gì khởi? Trong lúc tư duy như thế, Bồ Tát thấy chẳng có chỗ sinh, chẳng có chỗ duyên khởi, chẳng từ ngã sinh, chẳng từ bỉ khởi, cũng chẳng từ nhân duyên sinh. Tư duy như vậy thì tâm sân hận, phiền não độc hại, cuồng nộ liền đó đều không còn. Đó gọi là Bồ Tát nhận theo giáo pháp của Phật. Thế nào gọi là Bồ Tát hành nhẫn trong mọi thời gian không gian? Tức là vô phương sở nhẫn. Như có người ban đêm thì nhẫn, ban ngày thì không nhẫn. Hoặc có người ban ngày nhẫn, ban đêm không nhẫn. Hoặc có người ở chỗ kia thì nhẫn, ở chỗ này thì không nhẫn. Hoặc có người ở chỗ này thì nhẫn, ở chỗ kia thì không nhẫn. Hoặc có người hiểu biết sự việc thì nhẫn, không hiểu biết sự việc thì không nhẫn. Hoặc có người không hiểu biết sự việc thì nhẫn, hiểu biết sự việc thì không nhẫn. Bồ Tát không như vậy, trong mọi thời gian, mọi nơi chốn, Bồ Tát luôn sinh tâm nhẫn. Đây gọi là Bồ Tát hành nhẫn trong mọi thời gian, không gian. Thế nào gọi là Bồ Tát thu nhẫn không phân biệt, tức là tu xứ số nhẫn? Đối với cha mẹ, sư trưởng, vợ chồng, nam nữ lớn nhỏ trong dòng tộc, nội ngoại, người ta có thể nhận chịu được, nhưng đối với người ngoài thì họ không thể nhận. Bồ Tát tu nhẫn thì không như vậy, nhẫn nhịn đối với các bậc cha mẹ cũng như nhẫn chịu đối với hàng chiên đà la. Đó gọi là Bồ Tát tu nhẫn không phân biệt. Thế nào gọi là Bồ Tát tu nhẫn không vì duyên sự, tức là vi sở vì nhẫn? Bồ Tát không vì sự biến mà sinh nhẫn, không vì lợi mà sinh nhẫn, không vì sợ sệt mà sinh nhẫn, không vì tỏ ơn người mà sinh nhẫn, không vì bạn bè thân quen mà sinh nhẫn, không vì hổ thẹn mà sinh nhẫn. Bồ Tát thường luôn tu nhẫn, đó gọi là Bồ Tát tu nhẫn không vì duyên sự. Thế nào gọi là Bồ Tát tu nhẫn chẳng bất não? Nếu chưa gặp cảnh sân hận, phiền não quấy nhiễu thì không gọi là nhẫn. Nếu khi gặp cảnh bị người giận dữ cầm dao gậy đánh đấm, chân đá, miệng mắng chửi lời ác, đối trước hoàn cảnh như vậy mà tâm không động mới gọi là nhẫn. Nếu có người khởi tâm sân hận làm hại Bồ Tát nhẫn chịu. Cũng như họ đến do tâm không sân hận, não hại mà Bồ Tát cũng nhẫn. Đó gọi là Bồ Tát tu nhẫn chẳng bất não. Thế nào gọi là Bồ Tát hành nhẫn với tâm bi, bi tâm nhẫn? Có lúc Bồ Tát làm vua hoặc làm chủ những công việc lớn là vì những chúng sinh khổ mà làm. Vậy mà lắm khi những chúng sinh này lại kêu đến mà nhục xúc não Bồ Tát. Bồ Tát nghĩ không vì ta làm chủ họ mà sinh lòng sân hận. Những chúng sinh như vậy ta phải thường cứu giúp bảo hộ, lẽ nào ta lại khởi tâm não hại họ. Vì vậy nay ta phải thể hiện lòng thương xót, không sinh lòng oán hận mà hại họ. Đó gọi là Bồ Tát hành nhẫn với tâm bi. Thế nào gọi là Bồ Tát hành nhẫn theo thệ nguyện, tức là thệ nguyện nhẫn? Bồ Tát nhớ nghĩ xưa kia ở trước Đức Phật, ta từng phát thệ nguyện với âm vang như sư tử gầm, ta sẽ thành Phật, cứu vớt hết thảy chúng sinh khổ trong bùn nhơ sinh tử. Ta nay muốn cứu họ thì không nên khởi tâm sân hận não hại.
Nếu ta không nhẫn thì còn không thể tự độ, huống nữa là đem lại lợi ích cho chúng sinh. Này thiện nam, bấy nhiêu lương y giỏi trị bệnh mắt, tới các chúng sinh có nhiều bệnh mắt, như người mắt có màng, mắt bị hư võng mạc. Bệnh mắt nhiều loại, chẳng thể tính đếm. Vậy mà lương y này nói, tôi muốn trị bệnh mắt cho chúng sinh. Nhưng khi đó mắt của lương y thì mù tối. Phật hỏi, lương y này có khả năng trị bệnh mắt chăng? Đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng bạch, không, thưa thế Đức Thế Tôn. Phật dạy Đại Bồ Tát Trừ Cái Chướng, muốn trừ hết thảy vô minh tối tăm của chúng sinh thì trước hết phải tự trừ ám chướng của mình, sau đó mới có thể trừ cho chúng sinh. Nếu người không có trí tuệ mà trị bệnh cho kẻ khác thì điều này không thể có. Vì nhân duyên ấy nên luôn tu nhẫn mà không sân hận, đó gọi là Bồ Tát hành nhẫn theo đại thệ nguyện. Này thiện nam, đầy đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát có khả năng làm nhẫn được thanh tịnh. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tinh tấn đầy đủ, tinh tấn như kim cương, tinh tấn không ai bằng, tinh tấn đúng lúc, đúng mức, tinh tấn hiển thắng, tinh tấn mạnh mẽ, tinh tấn liên tục, tinh tấn thanh tịnh, tinh tấn không cùng hàng nhị thừa, tinh tấn không khinh tiện, tinh tấn không thoái chuyển. Thế nào là Bồ Tát hành tinh tấn vững chắc như kim cang? Người chưa hiểu làm cho hiểu, người chưa niết bàn làm cho được niết bàn, người chưa an lành, người chưa an làm cho được an, người chưa độ làm cho được độ, người chưa đắc bồ đề vô thượng thì làm cho đắc bồ đề vô thượng. Nếu trong lúc tinh tấn tu hành như vậy, Thiên Ma Ba Tuần đã nói với Bồ Tát: Này ông có gì tu tinh tấn như vậy, trọn đời ông siêng năng cực nhọc cũng chẳng tu được gì. Vì sao? Vì tôi cũng từng tu tinh tấn như thế. Người chưa hiểu làm cho hiểu, người chưa niết bàn làm cho được niết bàn, người chưa an làm cho được an, người chưa độ làm cho được độ, người chưa đắc bồ đề vô thượng thì làm cho đắc bồ đề vô thượng. Những việc như vậy đều là hư vọng, là lừa dối kẻ phàm phu không có chân thật. Tôi chưa từng thấy ai tinh tấn như thế mà chứng được đạo quả bồ đề vô thượng. Này anh, tôi từng thấy vô lượng chúng sinh tu tập tinh tấn như vậy, có người đắc niết bàn của A La Hán, có người đắc niết bàn của Bất Chi Phật. Ma Vương lại hỏi: Này anh, tuy anh tu tinh tấn nhưng chẳng chứng được bồ đề vô thượng, vậy nay nên suy nghĩ và sớm xả bỏ tâm ấy, không thì chẳng được ích gì, chỉ tự chuốc lấy đau khổ. Anh nên gấp gáp cầu quả nhị thừa, có thể sớm được thoát ly sinh tử. Bồ Tát liền nghĩ, đây là lời nói của ma muốn phá hoại tâm ta. Ngươi chỉ thích việc nhỏ, hãy tự lo cho mình đi, chớ đa sự lo cho ta. Tùy theo nghiệp tạo tác mà thọ báo tương ứng. Y nơi nghiệp, nghiệp là thân hữu, ngươi cũng tùy theo nghiệp ấy mà thọ báo. Y nơi nghiệp, nghiệp là thân quyến. Này ma ác ba tuần, ngươi hãy mau mau trở lại con đường chánh đạo. Nếu ngươi gây phiền cho ta thì ta sẽ thọ khổ nhiều đời. Ma liền hổ thẹn ẩn mình rút lui. Đó gọi là Bồ Tát tinh tấn như kim cang mà chẳng thể phá hoại. Thế nào gọi là Bồ Tát hành tinh tấn không ai bằng? Bồ Tát tu hành tinh tấn vượt hơn 10.000 vạn ức chư Bồ Tát, tính toán thế dụ còn chẳng thể nói bài hết, huống nữa là các người tu học theo nhị thừa sánh kịp sao? Vì lực tinh tấn nên Bồ Tát có khả năng thâu giữ hết thảy các pháp thiện của chư Phật, có khả năng xả bỏ tất cả các pháp ác. Đây gọi là Bồ Tát hành tinh tấn không ai bằng. Thế nào gọi là Bồ Tát hành tinh tấn đúng mức? Không chuyên cần thái quá và cũng không bê trễ lo là, tinh tấn như vậy gọi là tinh tấn đúng mức. Thế nào gọi là Bồ Tát hành tinh tấn thị hiện thắng? Bồ Tát phát tâm tinh tấn dũng mãnh, nguyện hiện được sắc tướng như Phật. Nếu ta thành Phật thì tướng vô kiến đảnh co tròn sáng một tầm, trí tuệ vô ngại, đại tự tại, tướng hảo của Phật ta nguyện đều đạt được. Đó gọi là Bồ Tát hành tinh tấn hiển bày thù thắng. Thế nào gọi là Bồ Tát hành tinh tấn dũng mãnh? Ví như chân kim cho bóng ma ni, không có cấu uế, ánh sáng rực rỡ tỏa chiếu đang nghiêm. Chân kim tỏa chiếu vô lượng tia sáng, ngọc bóng ma ni luôn chiếu sáng rực rỡ. Bồ Tát hành tinh tấn cũng là như vậy, không có các cấu uế. Thế nào là cấu uế của tinh tấn? Thế nào là chướng ngại của tinh tấn? Biến trễ là cấu uế của tinh tấn, biến nhất là cấu uế của tinh tấn. Tham ăn không biết đủ là cấu uế của tinh tấn. Ham thích ngủ nghỉ là cấu uế của tinh tấn.
ham thích gần gũi dục lạc là câu ế của tinh tấn, không thấy vô ngã là chướng ngại của tinh tấn. Đấy gọi là câu ế của tinh tấn, chướng ngại của tinh tấn. Rồi bỏ những câu ế chướng ngại như vậy gọi là Bồ Tát hành tinh tấn dũng mãnh. Thì nam thế nào gọi là Bồ Tát hành tinh tấn liên tục? Hành động trong các oai nghi không lìa tinh tấn, đi đứng nằm ngồi, thân tâm không hề biến nhát, phế bỏ thất niệm, đây gọi là Bồ Tát hành tinh tấn liên tục. Thế nào gọi là Bồ Tát hành tinh tấn thanh tịnh? Bồ Tát hành tinh tấn liên tục như trên đã nói, nhưng có lúc nghiệp ác bất thiện khởi lên làm để làm chướng ngại suy tổn đạo pháp thì phải nên đoạn trừ, không để làm chướng ngại hết thảy pháp thiện là nhân của niết bàn, có thể trợ giúp đạo pháp an trụ nơi đạo xứ thì nên tu tập làm cho tăng trưởng mạnh mẽ. Thậm chí một niệm ác vi tế còn không để cho khởi lên, huống nữa là niệm ác lớn, đây gọi là Bồ Tát hành tinh tấn thanh tịnh. Thế nào gọi là Bồ Tát hành tinh tấn không cùng với hàng nhị thừa? Đại Bồ Tát dạo khắp mười phương, ví như nơi địa ngục A Tỳ lửa dữ đang hừng hực mạnh mẽ, đầy trong những thế giới nhiều như các sông Hằng, cũng như ngoài thế giới ấy có chúng sinh cực khổ, không nơi nương tựa, không ai cứu độ. Thậm chí nếu có một chúng sinh bị khổ não như vậy, Bồ Tát có thể nhẫn chịu lửa dữ, trải qua vô lượng hằng hà xa thế giới để có phước làm thành thục chúng sinh khổ đó. Vì một chúng sinh Bồ Tát hãy còn cứu độ, huống nữa là nhiều chúng sinh, mà Bồ Tát không cứu độ sao? Tất cả hàng ngoại đạo nhị thừa đều không thể bị kịp Bồ Tát, đó là Bồ Tát hành tinh tấn không cùng hàng nhị thừa. Sao gọi là Bồ Tát hành tinh tấn không tự khinh thường? Bồ Tát suy nghĩ ba đời chư Phật tu vô lượng đức đều từ những tinh tấn nhỏ mới có khả năng tích tụ khổ hạnh lâu đời thành tựu quả vị đẳng chánh giác. Như vì vậy, nay ta tinh tấn nhỏ mà gieo lần công đức, không lâu cũng sẽ thành Phật chẳng nghi, đó gọi là Bồ Tát hành tinh tấn không tự khinh thường. Sao gọi là Bồ Tát hành tinh tấn bất thoái chuyển? Bồ Tát không vì mình tinh tấn yếu kém, không vì bần cùng nghèo thiếu của cải mà sinh tâm xả bỏ thoái lui, nên thường tu tinh tấn hơi đến quả vị Bồ Đề vô thượng. Ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều vì tích thiện tinh tấn tu y tế mà chân đắc Bồ Đề vô thượng. Nay ta nay không vì nghèo hèn mà tự khinh hủy, nhờ tinh tấn nhỏ mà tất cả chúng sinh thức tập được các điều thiện thành tựu Bồ Đề vô thượng. Thà làm chúng sinh ở mãi trong địa ngục chứ không vì thú vui riêng mà nhập niết bàn, đó gọi là Bồ Tát hành tinh tấn không thoái chuyển. Này thiện nam, đủ 10 việc ấy gọi là Bồ Tát đầy đủ sự tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Bảo Vân, quyển 1.